Bây giờ các bạn sẽ đi đến một cái nhánh nữa của cái quá trình kích nguồn, đó là cái mạch RDC. Như hôm nay chúng ta đã nói là cái mạch RDC liên quan đến là nó có trả cái lệnh SNPS3 của nó về cho IO hay không, để IO đưa ra cái lệnh Xenon. Thì các bạn đợi mình một chút. Để kiểm tra cái mạch RDC ok thì chúng ta có các trạng thái sau để các bạn kiểm tra. Cái trạng thái kiểm tra dễ nhất, rút bỏ hết điện áp ra, các bạn để cục pin thật đầy vào, cục pin CMOS thật đầy vào. Thì bạn đo, các bạn lấy HN401, ví dụ này, các bạn nhìn thấy đây có cái con thạch anh, nó là thạch anh 32M. Các bạn lấy luôn cái đồng hồ HN401, các bạn đo thì các bạn sẽ thấy đó là cái xung nhịp 32M ở một trong hai con tụ này. Nếu mà không có thì một số main thì là một số cái trường hợp đó là đồng hồ HN401 đo không chuẩn, vì vậy nó không có. Nếu không có các bạn vui lòng, đó là cấm điện áp vào. Cấm điện áp vào, sau đó các bạn đo đo ở hai con tụ gần nhất thạch anh 32M, chính là hai con tụ màu xám ấy. Ở đó sẽ phải có cái xung nhịp đó là 32,7 trước khi các bạn tiến hành kích nguồn. Gần như với mọi main nó đều có. Và khi các bạn đo thì tốt nhất là đo ở hai chân của tụ luôn, tránh tình trạng đó là lấy mát tít đằng xa sau đó dí vào một que dí vào chân tụ. Thì khi đo cái tỷ lệ như vậy nó sẽ được cái tỷ lệ thấp hơn. Và nếu các bạn mà cứ xả tụ theo quán tính của bên PC thì gần như các bạn sẽ không bao giờ đo được cái xung nhịp 32,7. Đấy là khi các bạn đo như thế bằng đồng hồ HN401, các bạn sẽ kiểm tra được ở cái trạng thái khoảng là 5 đến 60% cái mạch RTC của bạn ok. Còn các bạn muốn tăng nó lên khoảng 7 80%, các bạn vẫn làm một bài toán, đó là rút hết điện áp ra. Cho cục pin CMOS thật đầy vào. Các bạn để ý gần thạch anh 32,7. Các bạn thấy là gần đây thạch anh 32,7, các bạn lấy một que các bạn giữ mát. Que còn lại các bạn đo các điện trở gần thạch anh. Xem là các bạn thấy khoảng 3 đến 4 điện trở, một đầu có áp bài 3. Sau đó các bạn chuyển que đo sang đầu bên kia. Đầu bên kia cũng phải có áp ít nhất từ 2,7 trở lên. Nếu mà áp của một con điện trở nào bị giảm thì vui lòng nó là thay thế điện trở đó. Điện trở đó có giá trị bao nhiêu thì các bạn tiến hành thay thế cái điện trở đó. Thay thế mà điện áp ở đầu điện trở vẫn giảm thì các bạn bắt buộc phải thay thế chipset thì bạn mới kích được nguồn. Đấy là về cái mặt hình học. Đo thì đo xung 32,7, dễ nhất là đo tại tụ pi màu trắng của thạch anh và đo tại hai chân tụ, và các bạn đảo que luôn. Để bên kiểu này không hiện xung thì các bạn để sang đảo que sang kiện khác. Và hai con tụ này các bạn chỉ đo được một chân có xung 32,7 thôi, chứ không phải, xin lỗi bạn, một tụ có 32,7 thôi, chứ không phải là cả hai tụ các bạn đều có xung 32,7. Nó ít lỗi hơn PC rất nhiều, nhưng nó hay lỗi khi các bạn ra nhiệt, vì vậy là khi các bạn ấy thì bạn hoàn toàn có thể xả đi. Nhiều người bảo không xả được, nhưng trong quá trình sửa chữa thì cái tụ này các bạn vẫn cứ xả bình thường không sao cả. Khá nhiều lần mình xả đi trong quá trình mà khi khớp chipset nó không liên hình. Xả đi thì luôn luôn dễ hơn rất nhiều, và xả đi không liên quan gì cả. Mình đã xả rất nhiều lần rồi, không bị ảnh hưởng cái gì, vì vậy các bạn cứ xả đi ạ. Thạch anh như hôm trước đã nói, nó chỉ gặp lỗi nhiều ở cái dòng thạch anh nhôm chứ không phải dòng thạch anh đen. Dòng thạch anh đen này thì rất ít khi lỗi, lỗi chỉ khi các bạn ra nhiệt ở máy đăng chip với cái điều kiện là cho quá nhiều mỡ cộng với điều kiện là gió quá cao thì nó dẫn đến tình trạng nó là lỗi thạch anh. Còn với cái thạch anh đen này nó rất ít khi lỗi, và chỉ cái loại đó là thạch anh nhôm của bạn bằng nhôm màu trắng hoặc nhôm màu vàng của cái dòng ASUS thì nó hay lỗi, vì vậy các bạn ưu tiên nó là xả tụ thay thạch anh ở cái dòng ASUS. Rồi bây giờ các bạn vào sơ đồ, các bạn gõ RTC cho mình. RTC nó có một cái khái niệm người ta gọi là Real Time Clock, mình phát ngôn tiếng Anh nó không chuẩn lắm. Thì ở đây nó có tác dụng đó là lưu trữ mặc định ngày giờ trong chipset RAM và đồng bộ hóa về mặt thời gian của chipset, cộng với điều kiện đó là tạo ra cái xung nhịp 32,7 để nó tham gia vào quá trình kích nguồn. Thì khi mà các bạn không cấm điện áp vào thì nó sẽ đưa cái điện áp RTC đi qua điện trở R1 có giá trị 1K và đi qua diode D1 tạo thành tín hiệu là RTC cell cấp vào lui cho chipset. Các bạn copy tín hiệu này hoặc là chỉ cần next RTC thôi. RTC cell sẽ chia làm 4 đường tương đương với điều kiện đi qua 4 con trở. Các bạn chỉ cần có hai đường gồm RTC GST cộng với SRTC GST đi vào vị trí ở chân C24 và vị trí chân D17 thì ngay lập tức các bạn sẽ đưa ra một cái điện áp ở chân D13 để áp vào hai đầu thạch anh I3, để cho cái sự chênh lệch điện áp giữa chân B13 và chân D3 để cho thạch anh dao động, các bạn thu được cái tần số đó là 32,7 kHz. Ở đây nó có một điện trở có giá trị 10M, nhưng trang laptop cái điện trở này nó không lỗi nhiều như PC. Còn tụ lặc các bạn hoàn toàn có thể các bạn xóa đi. Nhưng cái xung nhịp 32,7 các bạn lấy được ở cái đầu tụ thạch cái đầu tụ thạch anh I3 thì đó là dưới dạng hình sin. Các bạn cần hai cái điện áp nữa nó để đi qua điện trở R289 có giá trị 1V để áp vào chân A16 và đi qua điện trở R310 có giá trị 300K để áp vào chân 314. Nó có tác dụng đó là chuyển đổi cái xung nhịp được lấy về tại vị trí B13
dưới dạng mà cứ lên sóng gợn sóng hình sin này sang cái dạng hình vuông để đi truyền tải dữ liệu. Vì vậy là các bạn thấy chỉ cần 4 đầu điện trở, các bạn đo này, ở đây điện trở có 3,3, đầu điện trở này có 3,3, đầu này có 3,3, đầu này có 3,3, đầu này có 3,3, ở đây sụt xuống 2,5, ở đây sụt xuống 2,5, ở đây sụt xuống 2,5, ở đây sụt xuống 2,5. Nếu các bạn tiến hành thay trở mà không sụt, bắt buộc các bạn phải làm bài toán đó là thay thế chipset. Còn cái mà các bạn xóa tụ gồm C393 và C384 để sửa cái bệnh, đó là nhanh hết pin CMOS, sai ngày giờ lưu trữ thì không nói làm gì. Vì vậy là mấu chốt các bạn lắp pin CMOS, các bạn phải đo đủ 4 điện trở đều có áp lớn hơn cái giá trị đó là 2,7V ở những con tụ hướng vào chân trở hướng vào lõi chipset thì chúng ta mới thỏa mãn cái điều kiện đã mạch RTC ok. Còn hở chân chipset và cái khối RTC chân chipset, không, chúng ta không bàn đến cái khối tạo ra xung nhịp 32,7, chúng ta bàn đến cái khối chuyển đổi cái xung nhịp thì chúng ta không thể đo đạc được rồi. Vì vậy là hở hay là lỗi cái này thì chỉ có bài toán đó là đo ở S3 xem nó có chưa. Ví dụ như này, các bạn đo được cái xung nhịp 32,7 tại con tụ đó là C394, ok, giải quyết xong cái vấn đề là điện trở R308 và R309 đã cấp đủ nguồn thạch anh dao động điện trở 10m của bạn, ok. Các bạn đo hai đầu điện trở R293 và R238 ở phần hướng, và xin lỗi bạn, các bạn đo hai đầu của điện trở R298 và R310 ở hai đầu điện trở hướng vào chipset của bạn, ok, có đủ điện áp. Các bạn đo được điện áp cộng 3V sút đã được đi qua PQ18, ok. Các bạn đo được chân số 8180 của IO đã thay đổi điện áp rồi, ok. Lúc này các bạn không thấy cái sự thay đổi điện áp ở chân số 124 của IO thì tương đương với điều kiện bắt buộc các bạn phải thay thế chipset, thì lúc này chân số 124 mới đưa cái điện áp từ 0V lên cái trạng thái 3,3V để cho tiếp tục mở nguồn ở trong cái main laptop. Rồi mình sẽ tổng hợp cái kiến thức của bài hôm nay, những cái quan trọng mà các bạn cần nhớ như sau. Thứ nhất các bạn cần nhớ như sau. Sau khi có switch on, mặc định là switch on phải đến được nơi nó cần đến, đó là mở cho nguồn 5V của các bạn có, đó là mở cho mạch bội áp của các bạn có, đó là mở cho cái lệnh sút của bạn cộng 3V way được tạo thành 3V sút và được đến vào chipset và tiếp tục phải được mở để cho bạn có nguồn jam. Tiếp theo là sau khi có sút on thì các bạn sẽ có luôn đó tín hiệu là GSM, GST và PWRBT để gửi một lệnh đó là reset lại cho chipset và mở nguồn cho chipset để cho chipset hoạt động, cộng với điều kiện mạch RTC của bạn ok. Cách kiểm tra rất đơn giản là 4 đầu trở và xung nhịp 32,7. Lúc này chipset sẽ đưa một chân đang có cái tên đó là SNPS3 đang có điện áp là 0V trở lên cái trạng thái 3,3V đưa về IO để mở nguồn cho các khối cho các cái nguồn đằng sau để cho phép IO tạo ra cái lệnh dân non. Vì vậy là mấu chốt ở đây chúng ta đo là tìm cách đo RTC, tìm cách để phán đoán là sút đã đi hết chưa, cộng với tìm cách đo SNPS3 để kết luận là lên hay không nên tiến hành. Đó là nếu các bạn nào có máy đăng chip thì tiến hành thay chi chipset, nhưng trước khi các bạn thay thế chipset thì phải kiểm tra tất cả cái đường dẫn non ở những cái điện trở của đường dẫn non cấp và chipset đã có áp ở cả hai đầu trở chưa. Và các bạn cũng có thể làm tắt vào các một cái bước, đó là những cái bước này làm tắt cái tỷ lệ nó chuẩn xác chỉ khoảng 50% thôi. Đó là các bạn đo trở kháng tại chân số 124 của IO luôn. Khi bạn chưa kích nguồn và rút hết điện áp ra, trở kháng này rơi vào tầm 0.5. Khi bạn tăng trở kháng thì là hở chipset, còn giảm trở kháng thì là chập chipset. Cái xác suất chập IO ở đây nó cực kỳ thấp. Vì vậy là nếu mà trở kháng của chân đấy bị giảm thì tương đương với điều kiện các bạn bắt buộc phải đi thay thế chipset trong cái quá trình các bạn sửa chữa.